Mai Hắc Đế chữ Hán, Mây Hây Di, 670 đến 723, tên thật là Mai Thúc Loan, là vị vua người Việt thời Bắc thuộc, anh hùng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự chiếm đóng của nhà Đường ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 8. Theo sách Việt sử tiêu án, Mai Thúc Loan là người làng Hương Lãng, huyện Nam Đường, nay là thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, dân lập đền thờ ông ở thôn chợ Sa Nam. Nhờ trí du ngoạn lại được vợ hết lòng ủng hộ, Mai Thúc Loan kết thân với nhiều hào kiệt sau này trở thành những tướng tài tụ nghĩa dưới lá cờ của ông như Phòng Hậu, Thôi Thẳng, Đàn Vân Du, Mao Hoành, Tùng Thụ, Tiết Anh, Hoác Đan, Khổng Qua, Cam Hề, Sĩ Lâm, Bộ Tân. Khởi nghĩa năm 605, tướng nhà Tùy là Lưu Phương đánh bại các cuộc chống đối của người Việt, thiết lập sự đô hộ của nhà Tùy. Nhà Tùy mất, nhà đường lên thay, đặt nước Việt làm An Nam đô hộ phủ, đóng ở Giao Châu nguyên nhân các bộ chính sử thời cổ cho đến tận Việt Nam sử lược đều không ghi rõ nguyên nhân của khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Tuy nhiên, các sách và giáo trình lịch sử Việt Nam được biên soạn từ đầu những năm 70 của thế kỷ 20 bắt đầu xuất hiện nguyên nhân cho rằng cuộc khởi nghĩa nổ ra do nạn cống quả vải cho vua đường hoặc dương quý phi. Hiện nay các nhà nghiên cứu đều thống nhất, siêu cao, thuế nặng là nguyên nhân khiến nhân dân nổi dậy chống lại ách đô hộ nhà đường, nổi bật là khởi nghĩa Hoan Châu đây là cuộc khởi nghĩa có sự chuẩn bị biết chọn thời cơ không phải một cuộc bạo động chuyện cống vải của an nam chỉ là một chi tiết của truyền thuyết không tồn tại trong thực tế chính giáo sư phan huy lê về sau cũng đã thừa nhận chuyện cống vải quả không thể và không phải là nguyên nhân chính nổ ra cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc do mai thúc loan lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nổ ra tại dũ đụn còn gọi là hùng sơn nghệ an mai thúc loan lên ngôi vua lấy hiệu là mai hắc đế Mai Hắc Đế tiến binh đánh thành Tống Bình, Hà Nội ngày nay, đô hộ nhà đường là quang sở khách cùng đám thuộc hạ không chống cự lại được, phải bỏ thành chạy về nước. Lực lượng Mai Hắc Đế lúc đó lên tới chục vạn quân. Mùa thu năm nhâm tuất 722, nhà đường bèn huy động 10 vạn quân do tướng Dương Tư Húc và quang sở khách sang đàn áp. Quan quân nhà đường tiến theo đường bờ biển Đông Bắc và tấn công thành Tống Bình. Sau nhiều trận đánh khốc liệt từ lưu vực sông Hồng đến lưu vực sông Lam, cuối cùng Mai Hắc Đế thất trận thành vạn an thất thủ, nghĩa quân tan vỡ. Không đương nổi đội quân xâm lược, Mai Hắc Đế phải rút vào rừng, sau bị ốm rồi mất. Tương truyền, con trai thứ ba của ông là Mai Thúc Huy lên ngôi vua tức Mai Thiếu Đế, tiếp tục chống trả các cuộc tấn công của nhà đường tới năm 723.